Happy Life xin chào các bạn. Có một hiểu lầm nhỏ thường xảy ra giữa sếp và nhân viên. Đó là nhân viên thường cho rằng cứ tăng ca, sếp sẽ sớm nhận thấy sự siêng năng chăm chỉ và tăng lương, thăng chức cho mình. Thế nhưng thực chất, dù bạn có nhiệt tình ngồi lại làm đến nửa đêm tại văn phòng, thì việc đó cũng chưa chắc sẽ xảy ra. 1. Sếp trả lương cho bạn vì kết quả nhận được, không phải vì sự siêng năng của bạn. Công ty không phải là tổ chức từ thiện mà là doanh nghiệp hướng tới lợi nhuận. Do đó, dù bạn có tăng ca nhiều đến mấy mà kết quả công việc không thay đổi khá hơn, việc tăng lương và thăng chức sẽ không bao giờ xảy ra. Mức lương cao hay thấp của bạn là phụ thuộc vào giá trị thành quả của công việc. Ví dụ, bạn muốn một mức lương 1 triệu, bạn phải thu về cho công ty 3 triệu. Nếu bạn muốn có mức lương 20 triệu, bạn phải thu về cho công ty 60 triệu. Vì vậy, nếu muốn được tăng lương, hãy cố hết sức để nâng cao hiệu quả làm việc, dùng sự nỗ lực của mình để mang về doanh thu cho công ty. Khi đó, nỗ lực của bạn mới thực sự có giá trị. 2. Ai cũng có thể bị thay thế. Tôi nghe thật lạnh lùng, nhưng đó là sự thật. Có rất nhiều lý do khiến nhân sự dễ dàng bị thay thế, trừ các nhân vật đặc biệt, quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự sống còn của doanh nghiệp. Bởi trong quá trình hoạt động và phát triển, công việc sẽ đòi hỏi mọi cá nhân phải không ngừng phát triển. Vì vậy, việc siêng năng tăng ca mà không mang lại hiệu quả chỉ khiến bạn mất rất nhiều thời gian mà vẫn không thể hiện được năng lực của mình trước cấp trên. 3. Yếu tố quyết định địa vị, chức vụ là trình độ của bạn. Vì sao các doanh nghiệp, công ty luôn tìm kiếm nhân lực mà tình trạng thất nghiệp vẫn xảy ra phổ biến? Đó là vì người làm thì nhiều, nhưng người làm giỏi thì công ty không tìm thấy. Các nhân tài được săn đón không phải bởi họ chăm chỉ, mà vì trình độ chuyên môn cao vượt bậc của họ. Muốn thành công, phải không ngừng học hỏi, có kiến thức là bạn đang có cả thế giới. Như thế, bước tiếp theo để thăng tiến trong sự nghiệp là nâng cao trình độ bản thân, làm cho mình trở thành một nhân tài khan hiếm trong lĩnh vực và xã hội. 4. Có kế hoạch phát triển sự nghiệp. Đừng quá tự phụ với khả năng của bản thân. Thực ra hai yếu tố mà mọi nhà tuyển dụng đều tìm kiếm đó chính là thực lực và nỗ lực. Bạn giỏi, nhưng bạn phải không ngừng giỏi hơn để không bị tụt hậu lại phía sau. Điều bạn cần làm ở cuộc phỏng vấn là phải chứng minh được hai điểm này cho các nhà tuyển dụng. Xác định hướng phát triển đường dài của bản thân. Một sự thật nghiệt ngã rằng sau một đoạn thời gian dài, có thể là 5 hoặc 10 năm, tùy ngành nghề lĩnh vực, bạn sẽ không còn khả năng bắt kịp năng lực và sức lực của các thế hệ mới sau này. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, bạn đã nên xác định, nắm bắt phương hướng phát triển, kiểm soát rủi ro và tiến độ của nó. 5. Tăng ca quá nhiều, mất thời gian và còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Không chỉ hao mòn sức lực, bạn còn mất thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn cũng đang vô tình lãng phí cơ hội học hỏi, giao tiếp, mở rộng quan hệ xã hội và nâng cao giá trị bản thân. Sếp cũng không bao giờ để ý đến thời gian bạn tăng ca là bao lâu. Cái mà công ty quan tâm là kết quả và lợi ích. Như vậy, bạn có muốn bán sức của mình để làm việc thật lâu, mong đợi một ngày đẹp trời, sếp sẽ chú ý đến mình, hay tìm cách cải thiện chất lượng và hiệu quả công việc bằng kiến thức và sự sáng tạo của bản thân? Hãy làm việc thật thông minh, đừng phí phạm thời gian và sức lực tuổi trẻ của mình, bạn nhé. Đến đây thì video ngày hôm nay xin được phép khép lại. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, chọn vào nút chuông thông báo, cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.